Cô chào tất cả các bạn học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em làm quen với dạng toán mới. Dạng toán rất quan trọng của chương trình học kỳ 2 của lớp 1, đó chính là bài toán có lời văn. Và để giúp chúng mình hiểu thế nào là bài toán có lời văn, thì bây giờ các bạn hãy quan sát nhé. Các em hãy cùng quan sát cho cô bài toán cũng như là hình ảnh bài toán của cô. Có chấm 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 bạn, có thêm chấm 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 bạn đang đi tới, hỏi có tất cả bao nhiêu bạn. Chúng mình sẽ cùng nhìn vào hình ảnh để điền vào chỗ chấm giúp cô. Có mấy bạn? À đúng rồi, có một bạn. Chúng ta cùng quan sát thêm có bao nhiêu bạn đang đi tới. À đúng rồi, có ba bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Và cô giới thiệu với các bạn, đây chính là một bài toán có lời văn. Bài toán có lời văn sẽ cho chúng ta biết điều gì? Có một bạn, sau đó có ba bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Thực ra bài toán này cũng không mới so với các em. Ở học kỳ 1, chúng ta cũng đã quan sát tranh và tự nêu đề bài toán, sau đó viết phép tính vào ô trống. Và bây giờ chúng ta làm quen dạng toán có lời văn ở dạng đầy đủ như thế này. Để giải được bài toán này thì chúng ta phải đọc kỹ đề bài cho biết gì và hỏi gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài tập tiếp theo nhé. Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Có chấm 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 con thỏ, có thêm chấm 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 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? Chúng mình sẽ phải điền vào dấu chấm ở đây. Có bao nhiêu con thỏ? Em hãy đếm thử nào. Giờ các em hãy đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5. À vậy là có 5 con thỏ, cô viết số 5. Giờ các em đếm thêm, đếm tiếp cho cô có bao nhiêu con thỏ đang chạy tới nào. 1, 2, 3, 4. À có thêm 4 con thỏ đang chạy tới, cô viết số 4. Câu hỏi của chúng ta là có tất cả bao nhiêu con thỏ. Các em hãy chú ý ở đây cho cô. Chữ hỏi có tất cả. Ở học kỳ 1 chúng ta đã biết có tất cả là phép tính gì, thì chúng mình phải ghi nhớ thông tin quan trọng của bài toán có lời văn để sau này khi mà các con làm bài giải các con sẽ viết đúng được phép tính nhé. Bây giờ cùng cô đọc lại bài toán nào. Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? Đây chính là một bài toán có lời văn. Các bạn đã rõ chưa nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 sẽ khó hơn bài tập số 1 và số 2. Tại sao bài tập số 1 và số 2 dễ hơn bài tập số 3 nào? À, đó là vì bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta phải viết câu hỏi. Người ta đã cho chúng ta viết thông tin. Và người ta yêu cầu chúng ta viết câu hỏi để hoàn thành bài toán. Vậy bài toán cho chúng ta biết gì nào? Có một gà mẹ và có 7 gà con. Và chúng ta sẽ viết câu hỏi vào đây. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại ở bài 1 và bài 2, cô nhắc mình nhớ thông tin gì? À đúng rồi, đó là có tất cả. Vậy câu hỏi của chúng ta là gì nào? Đúng rồi, hỏi có tất cả bao nhiêu con gà. Vậy bài toán đầy đủ của chúng ta là gì? Có một gà mẹ và có 7 gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? Vừa rồi cô đã giới thiệu cho chúng ta 3 bài toán có lời văn. Các bạn lưu ý cho cô, trong các câu hỏi đều có từ hỏi đứng đầu câu. Trong câu hỏi của bài đều có từ có, tất, cả. Và cuối cùng chúng ta phải nhớ đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu. Đó cũng chính là quy tắc để chúng ta
Viết câu hỏi của bài toán có lời văn, các bạn đã rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 4. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ trống để có bài toán. Các bạn quan sát bài toán. Các bạn đọc bài toán giúp cô nào. Có chấm 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 con chim đậu trên cành. Có thêm chấm 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 con chim đang bay đến. Hỏi. Bây giờ các bạn hãy quan sát tranh. Có mấy con chim đậu trên cành? À đúng rồi, có 4 con chim đậu trên cành. Và có mấy con chim đang bay tới? Đúng rồi, có 2 con chim đang bay tới. Và các bạn hãy tự viết câu hỏi theo cô vừa hướng dẫn nhé. Có rất nhiều cách để đặt câu hỏi. Ví dụ như hỏi có tất cả bao nhiêu con chim? Hay hỏi trên cành cây có tất cả bao nhiêu con chim? Nếu bài toán có nhắc tới con vật, đồ vật gì thì trong câu hỏi chúng ta cũng nên nhắc lại con vật hoặc đồ vật đó. Chúng ta cùng đọc lại bài toán nhé. Có 4 con chim đậu trên cành. Có thêm 2 con chim đang bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim? Cô rất mong các con sẽ tự viết được câu hỏi của bài toán. Cô vừa hướng dẫn các em cách điền số lượng, cách đặt câu hỏi cho bài toán có lời văn. Vậy để khắc sâu hơn kiến thức thì các em cùng làm phiếu luyện tập nhé. Phiếu luyện tập của cô có 3 bài tập. Ở bài số 1 và số 2 tương tự nhau. Các con đọc đề, quan sát kỹ bức tranh để sau đó điền được số lượng chính xác nhất. Ở bài tập số 3 cũng vậy. Quan sát tranh để điền được số lượng. Và cô hy vọng các con sẽ tự viết được câu hỏi của bài toán. Sau đó các con hãy nhờ ba mẹ kiểm tra lại bài cho mình nhé. Cô chúc các con có một buổi học thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các con ở tiết học lần sau.